Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 30 tháng 7, phần thi trang phục văn hóa dân tộc của cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2024, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam đã chính thức diễn ra với gần 60 mẫu thiết kế do các thí sinh trình làng. Tuy nhiên, giữa hàng loạt các trang phục dân tộc gây ấn tượng, phần trình diễn của thí sinh Bùi Lý Thiên Hương trong trang phục mang tên Trân Vương của nhà thiết kế Huy Hoàng đã vấp phải nhiều tranh cãi, chỉ trích từ khán giả. Cụ thể, trong phần giới thiệu về trang phục mang tên Trân Vương, ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2024 cho biết thiết kế của nhà thiết kế Huy Hoàng được lấy cảm hứng từ Hai Bà Trưng. Nhưng ngay sau đó, điện thoại nền cho phần thi của Bùi Lý Thiên Hương lại vang lên câu nói: "Tôi muốn cưỡi con gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình trường ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người." Ngay sau đó, nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận ra đây là câu nói nổi tiếng của bà Triệu, Triệu Thị Trinh, một nữ anh hùng Việt Nam trong lịch sử, có công lớn khi đánh tan quân Ngô, giành lại độc lập cho đất nước. Ngay khi xem chương trình, một số người sử dụng mạng xã hội đã bày tỏ sự bức xúc và thắc mắc không hiểu vì sao ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2024 lại có sự nhầm lẫn yếu tố lịch sử cơ bản như vậy, đặc biệt là khi chương trình đang lên sóng đài truyền hình Việt Nam. Trước những bình luận phản ứng gay gắt từ khán giả, ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2024 đã đăng tải lời xin lỗi đến khán giả về sự nhầm lẫn thông tin trong phần thi trình diễn trang phục Trân Vương đến từ nhà thiết kế Nguyễn Huy Hoàng, thí sinh phần thi National Costume trang phục văn hóa dân tộc trên fanpage chính thức. Theo đó, phía đại diện Miss Grand Việt Nam 2024 viết trên fanpage ngay trong phần thi của thí sinh, ban tổ chức đã nhận thấy ngay sự nhầm lẫn về chi tiết lịch sử. Tuy nhiên, vì chương trình đang phát sóng nên chúng tôi không thể xử lý ngay lập tức. Ngay sau phần thi, chúng tôi đã dừng sóng và cắt bỏ phần thi có sự sai sót này. Chúng tôi thành thật xin lỗi và đây là bài học sâu sắc với chúng tôi. Kính mong quý vị khán giả thông cảm, đại diện ban tổ chức Miss Grand Việt Nam 2024 viết. Cũng theo đại diện Miss Grand Việt Nam 2024, trước đó trong đêm tổng duyệt tối 29 tháng 7, câu nói của nữ tướng bà Triệu không được sử dụng trong phần trình diễn. Ban tổ chức không phê duyệt phần bổ sung câu nói của bà Triệu mà nhà thiết kế có ý định đưa vào cho đêm thi tối ngày 30 tháng 7. Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật đã sử dụng nhầm file âm thanh mà ban tổ chức chưa phê duyệt. Hơn ai hết, ban tổ chức xin nhận lỗi về mình và gửi lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả. Phía Miss Grand Việt Nam 2024 viết thêm: "Đồng thời, đại diện Miss Grand Việt Nam 2024 mong khán giả bỏ qua sai sót đáng tiếc, mong nhận được sự cảm thông và sẽ chân thành ghi nhận những góp ý từ khán giả." Học viện cải lương của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết lại bị chỉ trích vì sử dụng trích đoạn không xin phép. Chương trình Học viện cải lương do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết làm viện trưởng bị nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, cộng đồng mạng chỉ trích vì vi phạm tác quyền, dù nhà sản xuất đã xin lỗi nhưng vẫn không được tác giả chấp nhận. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc đăng tải hình ảnh tiết mục của một thí sinh trong chương trình Học viện cải lương kèm theo dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc, buồn bã cho rằng một chương trình đình đám lấy trích đoạn của mình đã không xin phép lại còn viết sai tên tác giả. Bài đăng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu mến cải lương và cộng đồng mạng. Theo đó, chương trình Học viện cải lương đã sử dụng trích đoạn Chuyện tình lá diêu bông của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc mà không xin phép và trích đoạn được thí sinh Nguyễn Hồng Bảo Ngọc thể hiện trong tập 2 của chương trình. Khi để tên tác giả chương trình đã chú thích sai là Quốc Quyền Hà Nam Quang thay vì Quốc Nguyễn, tên tác giả của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc Hà Nam Quang. Chia sẻ với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc cho biết trích đoạn mà thí sinh trong chương trình thể hiện là trong kịch bản do mình viết từ nhiều năm nay và đã từng dự thi tại nhiều cuộc thi như Chuông Vàng Vọng Cổ, Tài Danh Tân Cổ. Rất nhiều khán giả, đồng nghiệp biết mà tại sao chương trình lại không hỏi ý kiến của tôi khi sử dụng. Chương trình cũng tự làm và đổi tên tác giả hoặc chỉ để tên người chuyển thể cùng với tôi. Soạn giả Hà Nam Quang chỉ viết hai cảnh phụ thôi, còn ý tưởng kịch bản ngày xưa chỉ một mình tôi thực hiện. Trước đây, có rất nhiều chương trình cũng đã tự ý sử dụng và thêm lần này nữa, nên tôi rất bức xúc, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc chia sẻ. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè đồng nghiệp bình luận đề nghị nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc liên hệ trực tiếp với đơn vị sản xuất chương trình để xem nhà sản xuất trả lời ra sao. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bày tỏ sự thất vọng cho rằng cải lương đời 4.0 của Học viện Cải lương xa dần nét thuần túy của nghệ thuật cải lương. Lời xin lỗi không được chấp nhận. Trước những bức xúc của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc và khán giả, đến tối 14 tháng 6, phía nhà sản xuất chương trình Học viện Cải lương phản hồi về vụ việc trên fanpage chính thức của chương trình. Theo đó, đại diện nhà sản xuất Học viện Cải lương bày tỏ sự tiếc nuối và khẳng định luôn xem trọng vấn đề tác quyền. Đây là tiết mục tự chọn của thí sinh, chương trình có bộ phận biên tập làm việc trực tiếp với thí sinh để kiểm tra vấn đề tác quyền. Tuy nhiên, vẫn xảy ra sơ suất dẫn đến sự việc đáng tiếc.
Ở vai trò nhà sản xuất, chúng tôi nhận trách nhiệm về việc này. Chúng tôi chân thành xin lỗi tác giả và đã liên hệ với tác giả, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc để xử lý vấn đề, trả tác quyền theo đúng quy định nhưng hiện vẫn chưa nhận được sự hồi đáp. Tiết mục này cũng đã được gỡ bỏ trên các nền tảng của chương trình. Một lần nữa, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự cố này, phía nhà sản xuất cho hay. Tuy nhiên, lời xin lỗi, giải thích của phía nhà sản xuất chương trình Học viện Cải Lương không nhận được chấp thuận của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc và khán giả. Nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc cho rằng, đối với mình, chuyện nào ra chuyện đó, việc anh được mời đến truyền cảm hứng vai lão cho các thí sinh khác với chuyện ban tổ chức sử dụng quay hình, phát sóng tác phẩm của mình nhưng không xin phép trong một chương trình lớn có tài trợ là một chuyện khác. Ban tổ chức không nên cho rằng đó là tiết mục tự chọn của thí sinh. Xin thưa, bản thân tôi cũng là người từng làm rất nhiều game show phát sóng. Khi có một tiết mục nào được dàn dựng biểu diễn, ban biên tập phải xác nhận tiết mục đó có xin tác giả chưa và phải được xác nhận bằng văn bản có chữ ký đồng ý của tác giả. Trường hợp tác giả đã qua đời thì phải được sự đồng ý của gia đình tác giả. Nếu không có những văn bản đồng ý thì thí sinh phải đổi tiết mục khác có sự đồng ý của người viết. Và hôm nay, tôi nhận được một tin nhắn với nội dung là xin lỗi, gỡ bài và trả tiền tác quyền theo đúng quy định của một bạn trợ lý nào đó. Theo quý vị thì tôi trả lời thế nào? Tôi không trả lời vì bạn ấy không phải là người để tôi trả lời, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc chia sẻ. Nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc cũng nhận định vấn đề ở đây là sự tôn trọng nhau của những người làm nghề, chứ không phải là đem tiền ra trả bản quyền là coi như xong chuyện. Tôi sẽ không nhận cái gọi là tiền bản quyền để buộc tôi im lặng. Tôi lên tiếng để bảo vệ những tác giả khác nữa, để những chương trình như thế này không qua mặt họ. Còn việc gỡ bỏ khỏi các nền tảng là biện pháp để xử lý, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc nói. Bên cạnh đó, nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc đề nghị ban tổ chức không gỡ bỏ tiết mục. Để khán giả chưa hiểu hoặc không hiểu thấy được bài mình đăng là có cơ sở, cũng như thấy được sự thiếu tôn trọng của chương trình đối với anh là có bằng chứng. Đây không phải lần đầu chương trình Học viện Cải Lương do nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết làm viện trưởng vướng phải ồn ào. Cách đây vài tuần, chương trình đã vấp phải chỉ trích, phản ứng dữ dội khi thí sinh đưa bao cao su, thuốc ngừa thai vào ca từ trong chương trình, dù đã giải thích nhưng vẫn vấp tranh cãi của cộng đồng mạng. Ngoài ra, việc phong danh xưng quái kiệt cho nghệ sĩ Thanh Hằng, một trong những giám khảo của Học viện Cải Lương, cũng trở thành chủ đề tranh luận của người yêu nghệ thuật Cải Lương. Tranh cãi vở cải lương có chứa ca từ nhạy cảm, nhà sản xuất show nói gì? Trước ý kiến trái chiều xung quanh trích đoạn vở diễn với ca từ chứa yếu tố nhạy cảm, nhà sản xuất show Học viện Cải Lương đã có những phản hồi trên báo Vietnamnet. Những ngày đầu tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn video một tiết mục trích trong tập 8 của cuộc thi Học viện Cải Lương. Trong clip, hai thí sinh Bảo Ngọc và Thái Hùng Thiện dự thi với vở diễn Thế giới ảo, tác giả Du Nan Trần. Đáng chú ý, phần ca diễn của cặp đôi gây tranh cãi, thí sinh Bảo Ngọc hát: sao anh không sử dụng bao cao su để giờ đây sự việc mới tẩy huầy? Thí sinh Thái Hùng Thiện liền ca đối đáp, sao em không quyết liệt ngăn lại hoặc là em phải siêng uống thuốc ngừa thai để cho mọi thứ an bài. Nhiều khán giả cho rằng những ca từ trên nhạy cảm không phù hợp mang vào khuôn khổ một cuộc thi cải lương và phát trên sóng truyền hình hay nền tảng YouTube nơi có đa dạng đối tượng khán giả theo dõi. Kênh TikTok của chương trình đăng tải đoạn clip trên thu hút gần 1 triệu lượt xem với hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận. Clip còn được nhiều người chia sẻ lại trên các nền tảng online khác. Đa số bình luận đều bày tỏ ý kiến phê bình về tiết mục, cải lương giờ dùng từ lạ quá, chắc tôi lỗi thời rồi, tục vậy cũng ca được. Sao hai bạn thí sinh nhịn cười khi hát hay vậy? Ban đầu tôi cứ tưởng là vở cải lương chế, ai ngờ lại là thật, còn diễn ra trong một cuộc thi lớn, là phản hồi nhận đồng tình từ cộng đồng mạng. Một nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội sau khi xem trích đoạn trên đã đưa ra cảm nhận cá nhân. Trời, kiểu này tôi làm không được, thua nha. Một diễn viên khác nêu quan điểm, sau nó bị quê, mắc cười và thô, thoại này đưa vào cải lương không hợp. Bên cạnh đó, một ít ý kiến tỏ ra bênh vực ban tổ chức. Họ cho rằng chương trình không sai khi phản ánh vấn đề nhức nhối của xã hội về chuyện giới tính, mang thai ở giới trẻ bằng cách đưa vào âm nhạc, không dừng ở sự tuyên truyền trên sách vở, khẩu hiệu. Đại diện đơn vị sản xuất chương trình cho biết họ nắm được phản ứng trái chiều từ khán giả sau khi tập 8 của chương trình lên sóng. Đoạn trích nói về bộ phận người trẻ có quan niệm yêu cuồng, sống vội nên dẫn đến hậu quả có thai ngoài ý muốn. Thông qua đây, chúng tôi muốn cảnh báo giới trẻ về thực trạng trên cũng như đề cao sự quan tâm đúng mực của gia đình, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hôm nay. Trong tình huống này, các nhân vật rơi vào trạng thái bối rối, căng thẳng, phản ánh hiện thực của cuộc sống. Vì thế, tác giả chọn cách thể hiện trực diện, không né tránh,
Điều này phù hợp với diễn biến tâm lý thật của con người. Vì thế, ngôn ngữ cần mang tính hiện thực, người này nói. Theo nhà sản xuất, trong giáo dục giới tính, nhất là vấn đề sức khỏe sinh sản của người vị thành niên thì cần gọi tên đúng hình thức, biện pháp, nhân tố để mọi người có thể nắm, hiểu rõ. Việc thể hiện nội dung này vào kịch bản không dễ vì để cân bằng giữa tính hiện thực và nghệ thuật. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, phương pháp đi thẳng vào vấn đề vẫn là lựa chọn tốt nhất sau khi suy xét nhiều yếu tố. Thực tế, cũng có khán giả đón nhận bình thường, cởi mở. Nhìn rộng ra thì đây là lời cảnh tỉnh trước rất nhiều hiện trạng liên quan đến cuộc sống của người trẻ như nghiện game, sức khỏe sinh sản, mối quan hệ gia đình, bạn bè. Đoạn trích được lan truyền chỉ là một phần của tác phẩm lớn. Vì thế, chúng tôi hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn cởi mở, đủ đầy hơn, người đại diện chia sẻ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.